Các bạn là mình giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy trộn trục đứng này, 10 lít này, với dung tích đây là 10 lít này. Chất liệu là inox này và khung bằng thép đúc nguyên khối này, rất là đầy đặn và chắc chắn này. Của máy trộn này là có 3 loại trộn này, đây là trộn trộn nước này, trộn nước phèn này, trộn nước đường này. Đấy, còn đánh trứng nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn và thứ hai đây là thanh đánh bột này, thứ ba đây là thanh đánh thịt này. Đấy, có 3 loại thanh đánh nhá cho một máy nhá. Thì mình sẽ được cậu bật công tắc chạy thử này. Đây. Đấy. Cái này là điều chỉnh lên này, lên xuống của cái nồi này. Đấy ha. Đấy, cái này có 3 tốc độ này. Tốc độ chậm là vừa này. Đấy. Đây là nhanh này. Đấy. Qua tốc độ nhá. Chậm là nhanh này. Đấy ha. Đấy, qua 2 tốc độ các bạn có thể điều chỉnh nhá. Đấy. Đấy, các bạn muốn thay thế là lưỡi này thì các bạn rút ra này, đây có cái ngàm này. Rút ra. Rút ra này. Đấy. Rồi các bạn ở đây có một cái ngàm này. Tất cả đều là inox hết nhá, đây chủ inox này ha. Đấy rồi các bạn thay thế này, các bạn đánh này. Rồi các bạn đây là bật công tắc bên hông này. Đây là có bên hông có một cái bật công tắc này. Đấy. Đấy ha. Đấy. Đây lên này, lên nồi này, lên nồi này. Đấy. Đấy, các bạn mua máy trộn bột từ 3 đến 5 cân nhá, 10 lít nhá, chuyên dùng cho bột trộn bột nhà điện gia đình nhá. Thì các bạn liên hệ có số điện thoại 0934468222 0934468222 0904432111, website xưởng máy Thanh Hóa chúng con với liền không rõ địa chỉ là 79 Phong Phường Đình Thành phố Thanh Hóa 146 Nguyễn Trãi nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Cái máy này là nó trọng lượng tổng nó trọng lượng khoảng tầm 35 cân đến 40 cân thôi nhá. Thì kích thước của máy nó là công suất là 500W nha. Kích thước của máy nó cao nó khoảng tầm 2, 4, 6, 7, 70 ha. Rộng nó khoảng tầm 38, 40 thôi. À chiều sâu 38, 40, còn rộng nó khoảng tầm đến đây nó là tầm 40. 35, 40. Đấy. Nói chung là nó nhỏ gọn, gia đình chuyên dùng đánh bột này, đánh đa năng nhá. Đấy, trộn ba cảng nha, máy trộn ba cảng trục đứng nhá. 10 lít nhá, B10 nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.